Nhắc đến các làng gốm cổ ở Hà Nội, bên cạnh làng Bát Tràng, người ta không thể bỏ qua một ngôi làng gốm nổi tiếng khác mang tên Kim Lan, thuộc xã Kim Lan, huyện Gia Lâm, Hà Nội, ngay cạnh làng Bát Tràng. Dừng chân tại làng Kim Lan, người ta có thể tìm thấy các sản phẩm từ bình dân đến cao cấp như bình, vại gốm, chậu cảnh, lư hương cho đến chén bát, ống đựng tăm. Con đường dẫn vào làng Kim Lan nay đã được bê tông hóa, hai bên đường dập bóng mát của những hàng cây xanh. Đi sâu vào bên trong làng, ta có thể dễ dàng nhìn thấy các cửa hàng gốm nối tiếp nhau với các sản phẩm chủ yếu phục vụ cho sinh hoạt trong cuộc sống hàng ngày. Chúng tôi đã có buổi gặp gỡ Chủ tịch Hiệp hội Làng nghề Gốm Sứ Kim Lan, ông Đào Việt Bình, để hiểu rõ hơn về làng nghề gốm cổ truyền thống này. Làng nghề gốm sứ Kim Lan, theo như mình biết theo sử sách, theo như các cái hiện vật có ở nhà bảo tàng thì có thời gian niên đại lâu đời hơn Bát Tràng rất nhiều. Thế nhưng mà vì quá trình là mai một do cái người dân Kim Lan chuyển đổi đi làm nghề nông, làm ruộng nên là cũng bị mai một. Thế thì cái dòng sản phẩm hiện trạng bây giờ của Kim Lan ấy, thì dân Kim Lan đi sâu vào các sản phẩm, ví dụ như là hàng xây dựng, gạch ngói xây dựng này, rồi là chậu lọ hoa và những sản phẩm đồ thờ cúng. Làng nghề Kim Lan thì cho đến giờ phút này thì có khoảng độ 270 hộ sản xuất, trong đó có 150 hộ là sản xuất bằng lò ga và 120 hộ đang sản xuất bằng lò than. Thì vừa rồi thì là cũng cái hộ sản xuất lò ga phát triển rất là nhanh, bởi vì là vừa rồi là có cái bên chỗ đại sứ quán Đan Mạch ấy, họ cũng hỗ trợ cái cho vay vốn ưu đãi, là cũng năm nay là phát triển tương đối rầm rộ cái lò ga. Hơn nữa là cộng với giá ga thế giới là đang rẻ, cái sự sản xuất cạnh tranh giữa cái lò ga lò than thì nó đang cân bằng, cho nên nhiều nhà họ chuyển từ cái lò than gây ô nhiễm môi trường chuyển sang làm lò ga, nó cũng giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Làng Kim Lan thì nếu mà nói về số lượng lao động thì có khoảng độ 3.000 lao động đang thực tế đang sản xuất ở Kim Lan, ngoài ra còn cái lao động thời vụ rơi khoảng 1.000. Theo mình thì là cái làng nghề Kim Lan thì ở cái giai đoạn này thì đang có vẻ ở mức thăng hoa. Ở cái chỗ là gì, các cái hộ sản xuất ngày xưa ấy, thì cũng đã một số nhà bỏ, nhưng bây giờ tiếp tục quay trở lại, bởi vì là có một cái thực trạng là gì, giá ga trên thế giới giá ga đang rất là rẻ. Thứ hai là công nghệ được áp dụng vào tương đối nhiều, cho nên người ta sẽ quay lại áp dụng công nghệ để sản xuất cái độ chính xác cao hơn và cái lợi nhuận cũng ổn định hơn, cho nên là mình nghĩ là cái mai một thì không có mà đang phát triển. Trong làng, người tất bật làm đất, người chuốt hình, người tráng men, người chuyển sản phẩm vào lò, người ra lò, tất cả tạo nên một dây chuyền phối hợp rất ăn ý với nhau trong một không gian rộng lớn. Sản phẩm gốm la liệt bày biện trong nhà này, nhà kia, ngõ này, ngõ nọ. Điểm đặc biệt của gốm Kim Lan là các sản phẩm gốm không quá cầu kỳ về chi tiết mà tạo nên được sự tiện dụng, thoải mái cho người dùng. Các nghệ nhân làng gốm Kim Lan đang góp phần làm phong phú, đa dạng sự phát triển chung của nghề gốm khu vực phía Bắc. Thực chất thì Kim Lan thì ngày xưa thì xuất khẩu rất là nhiều, nhưng cách đây khoảng một vài ba năm thì giảm dần, và cho đến bây giờ thì hầu hết là làm hàng bán trong nước, bán thị trường nội địa, còn xuất khẩu thì cũng có số lượng là không nhiều. Cái xuất khẩu thì cho đến bây giờ thì bởi vì một thời gian Kim Lan cũng lãng quên cái đầu tư công nghệ, cho nên là sẽ bị cạnh tranh khốc liệt từ phía bên Trung Quốc, cái xứ Trung Quốc cũng tương đối rẻ. Còn cái hàng Kim Lan thì với công nghệ ngày xưa thì không cạnh tranh được, nhưng có lẽ là tới đây thì các nhà đã mạnh dạn vay vốn ưu đãi rồi chuyển đổi cái công nghệ để mà làm cái sản phẩm nó đẹp sạch cũng như là giá rẻ, cũng là để cạnh tranh với trong nước, rồi các làng nghề trong nước cũng như cạnh tranh về mặt bạn hàng quốc tế. Gốm Kim Lan lâu nay vốn được ví như nàng công chúa ngủ trong rừng bên cạnh ngôi làng nổi tiếng Bát Tràng. Dù gặp nhiều khó khăn, nhưng con người nơi đây vẫn đang nỗ lực không ngừng để phục dựng và bảo tồn làng nghề đúng với vai trò của nó.